Biểu cảm tâm bất biến của Sao Nam có vợ khi đứng cạnh gái xinh. Trường Giang miễn cưỡng đồng ý, Độ Missy thấy mà thương. Độ Missy phải công nhận nóc nhà giữ vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí của Độ Missy. Minh chứng là khi được một fan girl xinh đẹp yêu cầu chụp ảnh chung trong lúc tham gia sự kiện, anh Độ chỉ biết đứng im như tượng, gương mặt mỉm cười một cách gượng gạo. Nhiều khán giả cho rằng nam streamer trong lúc chụp ảnh đang nghĩ đến nóc nhà nên hơi căng thẳng. Có thể thấy Độ Missy được đông đảo biết đến là một streamer cực kỳ nổi tiếng. Nếu là fan trù của anh chàng này, ắt hẳn ai cũng sẽ biết Độ Missy đặc biệt rất nể vợ. Có lần anh tiết lộ, vợ tôi trông thế thôi nhưng mà chiến lắm đấy các bạn ạ, động vào là ăn đòn đó. Nghe qua chia sẻ này của nam streamer đình đám, ai nấy đều phải phì cười. Trường Giang. Trường Giang trước khi kết hôn nổi tiếng là Sao Nam Đào Hoa, thường xuyên thể hiện sự thân thiết với đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Nhã Phương, nam danh hài lại thay đổi 180 độ, trở thành hình mẫu người chồng chuẩn mực. Và tất nhiên, để bắt được khoảnh khắc anh thân thiết bên các đồng nghiệp nữ là rất khó. Trong những trường hợp bất khả kháng, Trường Giang cũng sẽ thể hiện rõ bản lĩnh của một người đàn ông đã có chủ. Điển hình như được cô em thân thiết Thúy Ngân nhờ giả làm người yêu để chụp hình sống ảo. Trường Giang đã miễn cưỡng đồng ý với gương mặt bất đắc dĩ khiến fan không thể nhịn được cười. Chưa kể không ít lần nam danh hài xứ Quảng thừa nhận sợ vợ trên sóng truyền hình. Anh từng hóm hỉnh cho biết đến tiền lương của mình cũng không rõ được bao nhiêu vì tất cả đều do một tay bà xã quản lý. Đặc biệt Trường Giang rất chịu vợ, trước nay mọi việc trong gia đình như nấu nướng và chăm con đều do một tay nam danh hài đảm nhận. Hồng Đăng. Trong một bức ảnh khi chụp chung với các mỹ nhân xinh đẹp và được đàn em Quỳnh Phun tương tác thân thiết, Hồng Đăng từng thể hiện rõ biểu cảm của một người đàn ông đã có gia đình, đúng chuẩn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trước đó khi được hỏi về việc bà xã có ghen tuông hay không, Hồng Đăng cũng từng cho biết bà xã anh là một người rất hiểu chuyện và luôn thông cảm cho anh trong công việc, anh bày tỏ. Bà xã nếu có ghen tuông thì tôi bỏ nghề từ lâu rồi. Với tôi đây là công việc nghiêm túc, không phải là với ai, thích ai thì yêu. Nếu thế tôi đã không tồn tại được với nghề. Được biết Hồng Đăng cũng nổi tiếng là người luôn đặt vợ lên hàng đầu. Đặc biệt dù hợp tác với vô số mỹ nhân xinh đẹp, nhưng nam diễn viên chưa bao giờ để vợ mình phải ghen tuông. Điều này có được là nhờ vào cách ứng xử chuẩn mực của anh với nhiều đồng nghiệp khác giới. Mạnh Trường. Để giữ gìn tổ ấm hạnh phúc, nam diễn viên Mạnh Trường luôn có những quy tắc riêng khi tiếp xúc với đồng nghiệp khác giới. Cụ thể khi xem qua những bức ảnh mà nam diễn viên đứng cạnh các mỹ nhân xinh đẹp, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Mạnh Trường luôn giữ khoảng cách nhất định và để hạn chế những tiếp xúc cơ thể dễ gây hiểu lầm. Ngoài ra Mạnh Trường cũng từng khẳng định, ngoài những lúc hợp tác đóng phim, anh luôn từ chối gặp riêng bạn diễn vì không muốn bà xã phải lăn tăn nhiều. Nói rõ hơn về điều này, nam diễn viên cho biết anh luôn ý thức việc giữ khoảng cách với bạn diễn nữ, như việc gặp gỡ riêng với đồng nghiệp khác giới là điều không bao giờ có. Các Sao Nam đã thành gia lập thất đều đặc biệt giữ khoảng cách với đồng nghiệp khác giới. Hành động này giúp họ hạn chế được những tin đồn không hay, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tất nhiên, đây cũng là cách mà các Sao Nam thể hiện sự tôn trọng dành cho bạn đời của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn. Yeah.